trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói những dấu ấn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vô cùng đậm nét và rõ ràng. Ở mặt đối nội, chúng ta đã quá quen thuộc với những chiến dịch đốt lò do ông chủ trì và kiên quyết thực hiện. Đó là những chiến dịch phòng chống tham nhũng quy mô lớn, lật tẩy hàng loạt đại án nghiêm trọng gây hại tới đất nước. Những chiến dịch đốt lò này để lại ấn tượng sâu sắc với dư luận cả trong và ngoài nước, thể hiện một quyết tâm tiễu trừ nạn tham nhũng không thể lay chuyển của chính phủ Việt Nam do cố Tổng Bí thư lèo lái. Ở mặt đối ngoại, chúng ta càng không thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng và dấu ấn mà những chiến lược ngoại giao cây tre do cố Tổng Bí thư thực hiện. Nhờ đó mà Việt Nam đã đạt được nhiều thành công về mặt đối ngoại, đồng thời gây dựng vững chắc được một vị thế mới trên trường quốc tế. Trong những ngày qua, báo chí quốc tế khi đưa tin về việc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần cũng đã tranh thủ nhắc lại không ít lần về những thành tựu đối ngoại mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ của ông. Đó là minh chứng rõ ràng cho sự thành công về mặt ngoại giao mà cố Tổng Bí thư đã đạt được. Vậy cụ thể báo chí quốc tế đã đánh giá như thế nào về những thành tích của cố Tổng Bí thư và dấu ấn mà ông để lại cho nền ngoại giao Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua ra sao? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu trong video sau đây nhé! Báo chí thế giới nói gì? Trong bài viết có tựa đề "Ghi nhớ di sản chính sách đối ngoại của Nguyễn Phú Trọng", tờ The Diplomat của Mỹ nhấn mạnh rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã xử lý hết sức thành công mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc và những thời điểm phân cực địa chính trị toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, ông cũng đã duy trì hiệu quả quyền tự quyết và đạt được những thành tựu quan trọng nâng cao vị thế đất nước. Tương tự, tờ The New York Times cho rằng, thông qua chiến lược ngoại giao cây tre, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không ngừng nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, hạn chế tối đa những rủi ro từ biến động địa chính trị quốc tế đối với đất nước. Bài báo cũng có đoạn viết, trong nhiệm kỳ cầm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng, các siêu cường lớn trên thế giới đã tích cực xây dựng mối quan hệ với quốc gia Đông Nam Á này. Tờ New York Times ngoài ra còn nhận xét rằng, cố Tổng Bí thư là người liêm khiết và giản dị, dù đã kiến tạo và dẫn dắt một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Dưới góc độ kinh tế, tờ Financial Times nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tờ báo này còn viết rằng Việt Nam đã thu hút hàng tỷ đô la đầu tư nước ngoài từ các công ty toàn cầu, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng. Trong khi đó, tạp chí Bloomberg của Mỹ đưa ra nhận xét rằng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo Việt Nam có sức ảnh hưởng quốc tế to lớn bậc nhất sau Hồ Chí Minh. Tạp chí này đánh giá cao tư duy mở cửa kinh tế đất nước của nhà lãnh đạo Việt Nam, qua đó đã đưa Việt Nam từ một nền kinh tế bị cô lập trở thành điểm đến đầy hấp dẫn với nhiều hiệp định thương mại tự do. Bloomberg tỏ ra ấn tượng khi tính đến cuối năm 2023, giá trị xuất khẩu của Việt Nam gần bằng quy mô nền kinh tế. Trong khi đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Tạp chí này cũng cho rằng chiến dịch diệt trừ tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động đã tăng cường đáng kể sức hút của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Thành tựu về đối ngoại và phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được nhiều kênh truyền thông quốc tế khác nhìn nhận tích cực. Một bài viết của hãng tin Reuters ở Anh có đoạn: dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau cuộc cải cách đổi mới năm 1986, qua đó biến đất nước từ một quốc gia nông nghiệp bị chiến tranh tàn phá thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Còn trang Sự thật Thanh niên Cộng sản Komsomol của Nga nhấn mạnh rằng, dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn nhất trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP ổn định. Ngoài ra, trong chương trình trực tiếp ngày 19 tháng 7 của kênh truyền hình 1, nhà chính trị học, nguyên đại biểu Duma Quốc gia, Hạ viện Nga, Vyacheslav Nikonov đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhà chính trị học Nikonov gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn lớn của nước Nga, nhấn mạnh rằng ông thực sự là một người bạn tuyệt vời của đất nước chúng ta và là người có ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ phát triển thành công giữa hai nước. Xin tưởng nhớ sâu sắc đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Hãng thông tấn TASS của Nga có bài viết khẳng định cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu hệ thống chính trị Việt Nam, đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng và nhắc lại việc mới đây ông đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin sang thăm Việt Nam cấp nhà nước. TASS cũng dành nhiều sự kính trọng khi đăng tải bài viết trên trang nhất, nêu chi tiết tiểu sử Tổng Bí thư,
trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ông trong công cuộc đấu tranh phòng tham nhũng tại Việt Nam. Tại Nhật Bản, tờ Japan Times nêu rằng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có một thập kỷ lãnh đạo Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tiếp tục là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam đạt trung bình 5,8% trong thập kỷ qua và đạt mức tăng trưởng khá ngay cả trong đại dịch Covid-19, vượt xa nhiều nền kinh tế khác trên toàn cầu. Ngoài ra, tờ báo này cũng đánh giá cao những chính sách ngoại giao của Việt Nam dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tờ Japan Times bày tỏ ấn tượng trước sự khéo léo của Việt Nam trong cân bằng quan hệ giữa các cường quốc trên toàn cầu. Đỉnh cao là các chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội. Sự giản dị và khiêm tốn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được nêu bật trong các nội dung đăng tải trên tờ báo này. Cũng ở Nhật, đài truyền hình NHK, báo Nikkei, báo Yomiuri nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã triển khai ngoại giao toàn diện để củng cố và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và các nước khác. Đồng thời lãnh đạo ngoại giao đa hướng ngay cả khi cộng đồng quốc tế đang ngày càng trở nên phân cực. Trong khi đó, báo Asahi nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã định vị mối quan hệ song phương với Nhật Bản là đối tác chiến lược toàn diện. Các trao đổi về thương mại và cử thực tập sinh kỹ thuật cũng đã trở nên sâu sắc hơn. Năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Nhật Bản và gặp Thủ tướng khi ấy là ông Abe Shinzo. Tờ Hoa Nam Tảo Báo của Hồng Kông cũng đánh giá cao những kết quả trong việc củng cố và xây dựng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong các nhiệm kỳ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc thì ngoài việc đưa tin Tổng Bí thư từ trần, còn đăng chùm ảnh về những hoạt động của ông tại các sự kiện quan trọng. Báo Granma và hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba đều nhấn mạnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn thủy chung của Cuba và cho biết được tin Tổng Bí thư từ trần, các đại biểu Quốc hội Cuba đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ ông. Trong bài viết trên trang web của mình, Viện ICES Yusof Isaac Singapore nhận định cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến không ngừng nghỉ cho việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã có một quãng thời gian lãnh đạo đầy kiên định với muôn vàn thành tựu, qua đó trở thành tấm gương lớn đòi hỏi những người kế nhiệm cần phải cố gắng để đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân Việt Nam. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng các hãng tin nước ngoài, dù là từ các quốc gia phương Đông hay phương Tây, đều đánh giá cao những thành tựu ngoại giao của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những đánh giá ấy hoàn toàn chính xác nếu như chúng ta nhìn lại vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế trong suốt những nhiệm kỳ của cố Tổng Bí thư. Những dấu ấn ngoại giao. Trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp đảm nhận vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo được nhiều dấu ấn quan trọng với nền ngoại giao Việt Nam. Chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh của Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay. Nếu để tóm gọn thành tựu về mặt ngoại giao trong những năm qua dưới sự lèo lái của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có thể nói rằng Việt Nam đã triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, phát triển quan hệ với tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ cũng như các tổ chức quốc tế. Với tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực. Nhờ đó, mối quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á, châu Á cũng như trên toàn thế giới ngày càng phát triển. Giới chuyên gia nhiều nước trên thế giới đều nhất trí với nhận định rằng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo điển hình trong việc kết hợp hài hòa giữa quan hệ quốc tế và lợi ích quốc gia dân tộc trong công tác đối ngoại. Những thành tựu ấy có được chính là nhờ vào những chiến lược ngoại giao tài tình khéo léo của nước ta. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã ví von những đường lối ngoại giao mà Việt Nam thực hiện là ngoại giao cây tre. Khi phân tích về lý do lấy cây tre làm biểu tượng cho trường phái ngoại giao của Việt Nam, thì ông đã đưa ra 3 lý do bao gồm gốc, thân và đặc tính của tre. Trong lý do về gốc đầu tiên, cố Tổng Bí thư cho rằng gốc của loài cây này thường xuyên quyện và là một, mang ý nghĩa của sự đoàn kết. Ông nói thêm rằng gốc có vững thì thân, cành mới tốt tươi, sum xuê, uyển chuyển được. Còn lý do về thân, ông lại cho rằng đây là biểu tượng hòa hiếu nhưng quật cường, khiêm tốn cũng như không khoa trương. Về đặc tính thì lại là biểu tượng cho sự dễ thích nghi của loài cây này, vững chãi vì sống kết thành bụi, thành lũy, thành rừng. Đánh giá về dấu ấn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho công tác đối ngoại, ông Hàn Phương Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Học hội Ngoại giao và Quan hệ Quốc tế Chaha cho rằng
Trường phái ngoại giao mang bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự thừa kế và phát huy tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối ngoại giao tôn trọng độc lập, hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời chủ trương mở cửa, linh hoạt, cải thiện quan hệ quốc tế và tham gia hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực. Đối diện với khó khăn và thách thức, Việt Nam vẫn kiên định và giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong hoạch định chính sách, vừa cứng rắn vừa uyển chuyển. Cụ thể hơn, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa kiên trì lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa tích cực mở rộng lĩnh vực ngoại giao, bảo vệ và phát triển lợi ích quốc gia. Ông cũng đã kết hợp nhuần nhuyễn tính linh hoạt và tính nguyên tắc, nỗ lực thích nghi với thế giới không ngừng biến đổi. Mặt khác, cố Tổng Bí thư đã cùng với việc phát triển các quan hệ ngoại giao hiện có, thiết lập các quan hệ hợp tác mới. Đây chính là nền tảng ngoại giao để Việt Nam vẫn phát triển ổn định, lành mạnh dù đứng trước tình hình thế giới vô cùng phức tạp. Chính sách này cũng nhằm thiết lập quan hệ đối tác đa dạng với các nước, tạo điều kiện mở rộng kết nối thương mại và đầu tư, nâng cao năng lực quốc phòng, nâng cao uy tín quốc tế, đảm bảo môi trường bên ngoài hòa bình, ổn định cho sự phát triển đất nước của Việt Nam. Để nói cụ thể hơn về những thành tựu của ngoại giao Việt Nam, chúng ta có thể dẫn ra đây một vài con số để dễ hình dung như sau. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quan hệ với 253 đảng ở trên 115 quốc gia trên thế giới, trong đó có 92 đảng Cộng sản, 63 đảng cầm quyền, 38 đảng tham gia liên minh cầm quyền và tham chính. Từ một nước bị bao vây, cấm vận đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, trong đó có 7 nước đối tác chiến lược toàn diện, 11 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện. Cùng với đó, khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác quan trọng đã được nâng lên tầm cao mới, vững chắc, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả. Vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam được khẳng định nổi bật tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng. Quốc hội nước ta có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 quốc gia. Việt Nam cũng là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng của cả khu vực lẫn thế giới, như là Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngoài ra, Việt Nam cũng hai lần được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an trong các nhiệm kỳ 2009-2010 và 2020-2021. Việt Nam cũng đã hai lần trúng cử thành viên Hội đồng Nhân dân Liên Hợp Quốc trong các nhiệm kỳ 2014-2016 và 2023-2025. Và cuối cùng, về khía cạnh kinh tế thì Việt Nam đã có quan hệ kinh tế thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia 500 hiệp định song phương và đa phương, trong đó có 17 hiệp định thương mại tự do FTA. Trước biến động phức tạp của tình hình quốc tế, Việt Nam đã xử lý đúng đắn quan hệ với các đối tác trên cơ sở kiên định nguyên tắc, linh hoạt sách lược và ứng xử. Nhờ đó, vừa thúc đẩy hợp tác để cùng nhau phát triển, vừa bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bên cạnh tiếp tục đảm nhận các trọng trách quốc tế, Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thúc đẩy hợp tác, trong đó có trách nhiệm vào các vấn đề chung của thế giới như là phòng chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, giữ gìn hòa bình. Ngoại giao kinh tế cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động ngoại giao kinh tế đã đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Xuất nhập khẩu vào năm 2023 đạt trên 680 tỷ đô, thu hút FDI đạt 36,6 tỷ đô. GDP của Việt Nam lần đầu tiên vượt 400 tỷ đô, với bình quân đầu người là trên 4.000 đô. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật của đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong những năm vừa qua. Đặc biệt là các hoạt động đối ngoại cấp cao của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như là hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Lao Sisulit, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen trong năm 2023. Và mới đây nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều nguyên thủ các nước quan trọng khác đến thăm Việt Nam. Tất cả đều được đánh giá là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng tầm đối ngoại Việt Nam, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Thành tích về mặt đối ngoại với các cường quốc trên thế giới có dấu ấn không hề nhỏ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong suốt 13 năm đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, ông đã chủ trì nhiều chuyến thăm và gặp gỡ nguyên thủ nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng ta có thể tóm lại được một số sự kiện tiêu biểu như sau. Ngày 11 tháng 10 năm 2011,
ông thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc với tư cách là Tổng Bí thư. Theo Thông tấn xã Việt Nam, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là Hồ Cẩm Đào đều đồng ý tránh làm phức tạp tình hình tại Biển Đông và bình tĩnh xử lý những bất đồng thông qua đàm phán hòa bình. Phó Chủ tịch nước Trung Quốc là Tập Cận Bình cũng đã đến Việt Nam để cụ thể hóa những kết quả, nhận thức chung mà lãnh đạo Việt Trung đã nêu khi ông Trọng đến Trung Quốc trong chuyến thăm tháng 10 trước đó. Năm 2015, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có chuyến thăm đến Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, luôn nắm vững phương hướng phát triển quan hệ Việt-Trung. Trong nhiệm kỳ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam và Nga cũng đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012. Trong sự kiện Nga sáp nhập Crimea, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng để tuyên bố việc Crimea sáp nhập vào Nga thông qua trưng cầu dân ý là vô hiệu tại Liên Hợp Quốc. Ngày 20 tháng 11 năm 2013, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Ấn Độ. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này cũng góp phần vào làm tăng cường quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi lên tầm cao mới, thực chất hơn và hiệu quả hơn. Năm 2015, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có chuyến công du đến Hoa Kỳ. Ông cũng là Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam đặt chân tới nước này. Cuộc gặp mặt giữa ông và Tổng thống Obama được đánh giá là cuộc gặp lịch sử sau 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, 2 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Trong chuyến công du, cố Tổng Bí thư cũng đã có dịp tiếp chuyện cả Phó Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Clinton. Ngày 30 tháng 10 năm 2022, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc. Ông là nhà lãnh đạo đầu tiên thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc sau Đại hội thứ 20. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, cho rằng kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông vô cùng quan trọng. Nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề ở trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài ở khu vực. Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2022, ông đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trao huân chương hữu nghị tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh để ghi nhận công lao của ông trong việc duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc và Việt Nam. Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch nhân chuyến thăm từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. 36 văn kiện đã được ký kết ngay sau đó. Ngày hôm sau, hai người đã có cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đó cũng đã mời ông Tập thưởng trà trước khi quay về lại Trung Quốc. Trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra, Việt Nam giữ quan điểm trung lập. Việt Nam đã bỏ phiếu trắng tại hầu hết các buổi bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc. Trong chuyến thăm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định sự coi trọng của Nga đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. Cảm ơn đóng góp của Việt Nam vào việc thúc đẩy quan hệ Nga-ASEAN trong những năm qua và bày tỏ quan điểm của Nga về các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine. Ngày 22 tháng 5 năm 2023, ông đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Theo đó, hai bên đã ra tuyên bố chung về kết quả các chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Medvedev với mục tiêu tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế nhằm củng cố hòa bình, an ninh vì lợi ích của nhân dân hai nước, bảo vệ và tăng cường các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Việt Nam và Nga cũng đã tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên tinh thần các văn kiện, thỏa thuận đã ký kết giữa các lãnh đạo cao cấp hai nước. Ngày 10 tháng 9 năm 2023, Tổng thống Joe Biden đã có chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam theo lời mời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Biden đúng vào dịp kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện của hai nước. Đồng thời, Ban Đối ngoại Trung ương cũng lại tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là trường hợp đặc biệt vì hai nước đã bỏ qua mức đối tác chiến lược. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đích thân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Biden theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
thay Chủ tịch nước Võ Văn Thường. Sau sự kiện này, Hoa Kỳ đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện thứ 5 của Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rằng, những chiến lược ngoại giao mang bản sắc cây tre Việt Nam dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường sức mạnh cho Việt Nam trên nhiều phương diện, bất chấp một môi trường quốc tế đầy khủng hoảng và bất ổn. Chính sách đối ngoại của Việt Nam đã và đang nổi lên với vai trò lãnh đạo vào các thời điểm quan trọng gần đây, như là đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN giữa đại dịch COVID-19, cũng như trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều đó đã và đang gia tăng với vai trò, sự tham gia lớn hơn của Việt Nam trên tất cả các trường quốc tế, bao gồm cả sự ủng hộ đối với các lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Để kết lại, xin được trích dẫn câu nói của chính cố Tổng Bí thư về nền ngoại giao Việt Nam. Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động đối ngoại Việt Nam đã làm nên nhiều thành tích vẻ vang, xây dựng nên một trường phái ngoại giao độc đáo, mang đậm bản sắc mà có đồng chí nói là cây tre Việt Nam. Mềm mại mà cứng cỏi, nhân ái mà quật cường, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người, thể hiện tâm hồn và khí phách của dân tộc Việt Nam. Và chắc chắn không thể phủ nhận rằng những thành tựu ngoại giao mà nước ta đạt được trong một thập kỷ qua có dấu ấn cực kỳ đậm nét của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người học trò xuất sắc thấm nhuần tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến cố Tổng Bí thư. Rõ ràng đây là mất mát lớn với Đảng, Chính phủ cũng như là toàn nhân dân Việt Nam. Đồng thời cũng hy vọng rằng các thế hệ lãnh đạo kế tiếp sẽ tiếp tục thừa kế và phát huy di sản ngoại giao do cố Tổng Bí thư để lại, nhằm củng cố vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế.